Vậy là vào ngày 24 tháng 6 tới, series phim kinh điển đến từ Tây Ban Nha Money Heist, Phi vụ triệu đô được Hàn Quốc remake lại sẽ chính thức được lên sóng trên nền tảng Netflix. Chưa biết liệu tác phẩm làm lại này có vượt qua được cái bóng của tác phẩm đã làm mưa làm gió hay không, nhưng có lẽ về nội dung, nhà làm phim Hàn Quốc có lẽ không muốn bị so sánh hay cạnh tranh với tác phẩm gốc mà họ muốn đồng hành cùng vũ trụ Money Heist. Song với nó là những thuyết âm mưu được các nhà làm phim cài cắm để làm mới lại tuyệt tác Money Heist. Vậy các bạn hãy xem tiếp những phân tích của mình, xem những thuyết âm mưu nào được nhà làm phim Hàn Quốc đưa vào và liệu nó sẽ mang lại được điều gì. Đầu tiên, việc làm lại một tác phẩm đã quá thành công và tạo nên một văn hóa đại chúng như Money Heist thì theo mình là vô cùng khó. Vì khi remake phim, nếu bạn chỉ làm ở mức trung bình, copy y chang tác phẩm gốc thì nó vẫn được xem là một thất bại, vì tâm lý khán giả sẽ chọn tác phẩm gốc hơn là một tác phẩm làm lại. Nên Hàn Quốc không tiếp cận bằng cách cố làm hay hơn tác phẩm gốc mà sẽ song hành cùng với nó. Trong bản hàng, chúng ta có thể thấy ngay nó về mặt xây dựng hình tượng. Chiếc mặt nạ hình gương mặt họa sĩ người Tây Ban Nha Dali vốn góp phần rất lớn vào sự thành công về mặt hình tượng của Money Heist. Bản hàng, ngay từ đầu phim, vị giáo sư Hàn Quốc cũng đang phân vân trong việc lựa chọn chiếc mặt nạ cho phi vụ của mình. Trong nhiều chiếc mặt nạ truyền thống Hàn Quốc vẫn có sự xuất hiện của chiếc mặt nạ Dali thần thánh, và vị giáo sư đã chọn cho phi vụ của mình là một chiếc mặt nạ khác. Có lẽ nhà làm phim đã nhấn mạnh rằng họ chính là Money Heist chi nhánh Hàn Quốc. Vậy ở chi nhánh Hàn Quốc sẽ có gì? Hiện tượng Money Heist gây sốt toàn cầu vì về mặt nghệ thuật, nó đã làm rất tốt việc xây dựng tâm lý, khát vọng và cả nỗi đau của từng nhân vật, khiến khán giả dường như đồng cảm và ủng hộ cho hành trình của họ. Vì thế họ đã thành công trong việc anh hùng hóa nhân vật phản diện là điều vô cùng khó, không phải ai cũng làm được. Thứ hai là về mặt xây dựng hình tượng nhân vật và cách đặt bối cảnh phim. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ cách thức mà nhóm cướp thực hiện phi vụ với sự lãnh đạo của vị giáo sư tài ba được mệnh danh là Einstein. Bối cảnh phim diễn ra vào cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008. Chính phủ Tây Ban Nha có nhiều chính sách kinh tế siết chặt dẫn đến sự khủng hoảng chung của xã hội, và bản thân mỗi người dân Tây Ban Nha đã vô cùng mệt mỏi và bức xúc với các ngân hàng và giới cầm quyền, nên những lý tưởng, triết lý của giáo sư và băng cướp như đại diện cho những sự phẫn uất đó. Và Money Heist không chỉ là một hiện tượng ở trên phim mà nó còn là một hiện tượng cả ngoài đời thực khi chiếc áo đỏ với mặt nạ Dali xuất hiện trong các cuộc biểu tình ở nhiều quốc gia. Nếu ở Tây Ban Nha lấy bối cảnh từ một sự kiện có thật thì ở bản hàng lại là một thuyết âm mưu. Ngay từ tựa đề gợi nhắc tới một tác phẩm của đạo diễn Park Chan-wook cũng không khó để đoán ra bối cảnh phim. Bối cảnh phim từ thuyết âm mưu khi Nam Hàn và Bắc Hàn hợp nhất, mượn bối cảnh vào năm 2018 khi quan hệ giữa Bắc Hàn và Nam Hàn có dấu hiệu khởi sắc và có một số thỏa thuận chung căn bản. Tuy nhiên đến năm 2020 mọi thứ lại trở về như cũ khi phía Bắc Hàn lại cắt đứt đường dây liên lạc với Nam Hàn và xem Nam Hàn là kẻ thù. Còn trong Money Heist bản hàng, thuyết âm mưu rằng thỏa thuận chung của hai miền thành công và giờ đây đường biên giới sẽ bị xóa, cả hai miền sẽ có vùng kinh tế chung và đồng tiền chung. Việc thống nhất hai miền vốn đã không còn là vấn đề gì quá to tát hay quan trọng đối với thế hệ trẻ tại Hàn Quốc, vì thế hệ trẻ được sinh ra tại Hàn Quốc không chịu nỗi đau chia cắt như thế hệ trước, nên dường như chẳng ai quan tâm tới vấn đề Bắc Hàn. Còn những ai quan tâm, họ đều nghĩ Hàn Quốc sẽ tốn khá nhiều kinh tế để khôi phục lại một Triều Tiên nghèo nàn, lạc hậu, nên nếu thống nhất có thể thuế Hàn Quốc sẽ tăng lên. Chính vì lý do đó họ không khuyến khích việc thống nhất, và câu chuyện kinh tế khi thống nhất vẫn luôn là vấn đề nan giải đối với những nhà kinh tế. Thế nhưng những tầng lớp tư bản giàu có thì lại thấy khác, việc thống nhất sẽ mở ra cơ hội khai thác nguồn tài nguyên màu mỡ mà Bắc Hàn chưa có điều kiện khai thác, hay một nguồn lực nhân công dồi dào lại sử dụng chung một ngôn ngữ. Vì thế, người giàu sẽ càng có cơ hội giàu hơn khi thu được món lợi từ việc thống nhất này. Và vị giáo sư ở Hàn Quốc đã nhìn thấy được điều này và lên kế hoạch cho phi vụ cướp cũng từ những con người dưới đáy xã hội, tầng lớp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bản Tây Ban Nha và Hàn Quốc về bối cảnh thì khác nhau, nhưng về bản chất lý tưởng thì đều như nhau, đó là chủ nghĩa phản tư bản và độc tài. Trong bản hàng, Tokyo là một người Bắc Hàn, Tokyo đến Hàn Quốc trên con tàu được mệnh danh là con tàu chào mừng Bắc Triều Tiên đến với thế giới tư bản. Nhưng liệu thế giới tư bản thực đã làm điều gì khiến Tokyo tham gia vào băng cướp của giáo sư? Khi vụ cướp xảy ra lại đẩy đến một thách thức mới về chính trị giữa hai miền. Giáo sư đã thiết lập chính trị cánh tả và cánh hữu lên những con tin trong ngân hàng, Nam Hàn thì bên trái, còn Bắc Hàn thì bên phải. Khi hai miền từ đó giờ luôn đấu tranh, giờ đây lại vướng vào một phi vụ chung. Cả phe băng cướp và phe cảnh sát quân đội giờ đây đều là những người đến từ hai miền, buộc phải phối hợp với nhau để hoàn thành mục tiêu. Những năm gần đây, phim Hàn Quốc luôn khai thác một cách hình tượng hóa các nhân vật Bắc Hàn, nhưng cả Bắc Hàn và Nam Hàn cùng thực hiện chung một mục tiêu, thì gần đây chỉ có tác phẩm điện ảnh Thoát Khỏi Mogadishu, và giờ đây Money Heist lại là tác phẩm thứ hai. Đây là điều thú vị ở điện ảnh Hàn Quốc hiện tại và cả những năm về sau. Về ekip phim, đạo diễn Kim Hong-sun đã có rất nhiều tác phẩm thành công tiêu biểu như Black hay Voice. Tạo hình của các diễn viên trông cũng khá hợp, chỉ có Nairobi bản hàng trông hơi khác. Mong là ở Nairobi bản hàng vẫn lột tả được những khát khao hạnh phúc như ở bản gốc.
Dù tổng thể diễn viên đều pha trộn diễn viên gạo cội và diễn viên trẻ như cách mà các nhà làm phim Hàn Quốc vẫn hay làm, nhưng khả năng hóa thân sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Diễn viên Yoo Ji-tae trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm. Không nói về khả năng diễn xuất, nhưng nhân vật giáo sư phải thật sự là một người lãnh đạo trực tiếp bằng kiến thức và khả năng thuyết phục của mình, điều mà các nhân vật Yoo Ji-tae từng hóa thân chưa từng có. Diễn viên Kim Yoon-jin là diễn viên cùng thời với Yoo Ji-tae, sẽ hóa thân vào viên thanh tra cảnh sát Raquel. Mình nghĩ vai diễn này sẽ không quá khó với cô. Điều lo ngại thứ hai là nhân vật Berlin do Park Hae-soo thủ vai. Gần đây anh thành công ở Squid Game, khán giả có lẽ sẽ nhớ nhiều đến anh với một hình tượng phản diện ích kỷ. Giờ đây với Berlin, một linh hồn, một nhà lãnh đạo tinh thần cho xuyên suốt series, trong Berlin không ích kỷ mà là vị kỷ, nên đây sẽ là một thách thức rất lớn với Park Hae-soo. Nhân vật này cá nhân mình cảm thấy bản diễn của anh trong Squid Game là Lee Jong-jae lại trong học vai hơn. Diễn viên John Chom-so sẽ hóa thân thành Tokyo. Nhân vật Tokyo là nhân vật nữ sát cánh cùng Nairobi, thể hiện mạnh mẽ tính nữ quyền cũng như khắc khoải về tình yêu của mình. Thành công của Tokyo đến rất lớn từ diễn xuất của diễn viên Shura Kobero. Chính cô cũng đã vụt sáng sau vai diễn Tokyo của mình. Vì thế John Chom-so phải tìm một nét diễn mới trên cốt cũ, chứ không thể copy được. John Chom-so nổi lên từ những tác phẩm phim nghệ thuật, nhưng Money Hay lại là một dự án phim truyền hình đầu tiên của cô. Và cũng trong năm nay, dự án phim truyền hình thứ hai là Pagan. Chúng ta sẽ chờ xem ở màn ảnh nhỏ John Chom-so sẽ diễn xuất ra sao. Tất cả các diễn viên còn lại ngoại trừ Park Yong-hoon và Kim Song-ho, tất cả đều là những gương mặt mới và lạ lẫm ở quốc tế. Diễn viên trẻ được kỳ vọng là Lee Joo-bin sẽ hóa thân vào Stockholm bản hàng, vốn là nhân vật phức tạp về tâm lý, nên đây sẽ là nhân vật khó khăn nhất từ trước đến giờ của Lee Joo-bin. Đây là một dự án phim đáng mong chờ đến từ xứ sở Hàn Quốc, khi những năm gần đây chủ đề về Bắc Hàn hay chủ nghĩa phản tư bản luôn được lấy ra khai thác. Nhưng trong Money Heist, các nhà làm phim không cần ẩn dụ che giấu nữa mà họ hùng hồn tuyên bố luôn về những góc nhìn chính trị của mình trong tác phẩm. Hãy cùng mình đón chờ tác phẩm Money Hay phiên bản Hàn Quốc sắp tới nhé. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một subscribe và like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Còn nếu các bạn có ý kiến gì khác, cứ để lại cho mình một comment, mình sẽ đọc nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.